Hey, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì cũng tầm khoảng giờ này mấy giờ ta? Giờ này cũng 5 giờ chiều rồi, thì cũng sớm chiều rồi. Thì Nam quay lại vườn mít nè. Nam đã cắt cái đọt nè, làm mít lùng nè. Đó, Nam cắt đọt hết trơn thấy không? Cái đỉnh đọt đó Nam cắt đó. Thì bây giờ là chủ yếu là Nam nuôi ở ngoài cái nhánh này nè, cho nó mập cái nhánh này lên nè. Bây giờ chứ mình làm trồng mít mà đâu phải như kiểu ngày xưa nữa. Ngày xưa thì quý bà con nông dân mình biết đó, cái cây mít nó cao dừ dợ chính đó, gió máy này nọ nó ngã nè. Còn mình ở đây thì mình chơi hình thức là gì? Mít lùng. Thì ngày xưa thì đầu tiên mình cũng làm cái mấy cái clip mà mít lùng đó, để gỡ đến tất cả quý bà con nông dân của mình đó. Ngày hôm nay thì sẵn dịp đây thì mình quay cho mọi người xem nè. Đó, mít lùng nè, cắt đọt hết trơn luôn. Ngày hôm nay để coi thử cái tay nó như thế nào. Đây, thấy chưa? Ghê hồn nhánh không? Mình cắt đọt ở đây á, thì nói chung là nó sẽ đôn lại để làm cho cái mít lùng mà. Chủ yếu là cây mít của mình đó, mình chừa lại nhánh cái thôi. Mình đâu có nhất thiết để mình chừa chi mà nó cao trên chợ chảnh đâu. Sau này ví dụ như quý bà con nông dân mình thấy không? Để càng để cao trên chảnh á, thì sau này á, mình để bông á, làm bông đi mà nó có ra trái ở trên đọt mình cũng đâu dám để ăn chảnh đâu, nó sẽ si cây của mình. Chủ yếu là mình chừa vào cái nhánh cái để sau này là gì, cái nhánh cái mình nó mập nó bự thì sau này mình biết để cho nó có trái. Chứ còn nó bây giờ mà mình để mà nó cao quá đó thì dở lắm. Thứ nhất là gió nè, quản lý sâu bệnh hại nè, nó cũng khó khăn nè đó. Chủ yếu là giờ lùng lùng phụ tùng của Nhật. À, giờ là đi cắt tỉa ba cái bông phướng bỏ nè. Quá trời nó ra ba cái bông gì đâu mà phướng, nó dài thượt cỡ 4-5 tấc vậy đó. Thì sau chừa lại nhánh nào nấy bữa nay bự rồi. Ra phướng nè, ghê hột không. À, mình vẫn như rồi cắt đọt nè, cắt cái trên cái đỉnh đọt đó, làm cho nó lùng lùng để dễ quản lý sau này. Ví dụ như xịt thuốc men cũng đỡ tốn tiền thuốc. Thứ hai nữa mình quản lý được cái vấn đề bệnh xì mũ, rồi khi đó trái nó không có, nó không có ở trên cái đỉnh đọt của mình. Chứ để nhiều khi nó cao quá cao, quay ngang bắt đầu á, mấy kìa vô mảnh luôn kìa, chưa đựng trái đu đủ chín rồi kìa đó. Cắt đọt hết trơn nè. Quý bà con nông dân mình coi nè. Cắt nè. Để cho nó gùng lại mà. Chủ yếu là nuôi cái nhánh cái à, cái nhánh cái mình nó mập là được rồi. Nó bự là được rồi. Chứ giờ mà tập trung mà nuôi nhiều quá thì cái cây của mình á nó cao lên sau này rồi mang trái nha, rồi phải đi chổi cây nè, nó ngã gãy đọt nè. Để cho nó gùng lại là vừa. Cắt này đó. Đó. Quý bà con nông dân mình biết đó. Cây mít Thái á thì hầu như á ngày xưa á mình trồng theo kiểu hình thức tập quán ngày xưa á thì cứ việc cho để cho nó cao. Nó cao là phái à. Nhưng mà đối với Nam thì Nam đang chia sẻ những cái gì gọi là tốt nhất để cho quý bà con nông dân của mình trồng mít Thái. Trồng lại lùng lùng đã thôi. Cho nó gùng lại. Như mấy cái cây này là Nam cưa đọt, Nam cắt đọt hết trơn rồi nè. Nam cắt cái trên hết trơn rồi nè. Bây giờ chủ yếu là gì? Nam tập trung dinh dưỡng vào nuôi cái nhánh đực, nhánh cái của mình thôi. Đó. Để cho nó tập trung cái dinh dưỡng vào nuôi. Thì sau này cái nhánh của mình nó mập, nó bự, nó mang trái. Không có cần phải chổi cây nữa. Gió máy này nọ nó cũng không có ngã nữa. Chứ để nó ngã quá. Thứ hai nữa là khó quản lý. Nào là trái quý con nông dân mình biết đó. Mít mà. Đã nói gọi là mít Thái siêu sớm rồi. Nó ra trái thì nó ra hả? Tù lưa hột dưa hết trơn. Mà nó ra hầu như là trên đọt nè. Ra trên đọt. Giờ chủ yếu là mình phải làm sao cho nó gùng lại. Sầu riêng
của bụng phải. Đó, bụng phải đó. Thì giờ đó, nói chung là gì? Sầu riêng á thì mình cũng trồng vào cái mô hình gọi là sen mít vào. Thì bây giờ anh em đó là trồng sầu riêng chung với mít á thì nó sẽ mất sức cái cây sầu riêng. Thì ở đây thì Nam cũng có chia sẻ luôn. Thì sắp tới đây á là Nam sẽ tiến hành cho anh Nhân là xẻ cái học đào quanh cái mô sầu riêng sâu xuống, lấy đất đó ốp vào những cái mô sầu riêng. Thì bắt đầu là cắt đi cái nguồn rễ giữa thằng mít, nó sẽ qua cái mô sầu riêng của mình thì nó không gây hại vào cái cây sầu riêng đó. Tại vì ngày trước á thì một số vườn á trồng mít Thái á, trồng mít Thái vô sầu riêng á thì không có đào học, thì dẫn đến tình trạng là cái bộ rễ mít á nó sẽ ăn vào trong cái bầu sầu riêng, thì làm cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ chậm phát triển đi đó. Còn bây giờ á thì nói chung là những cái mà Nam đi Nam thấy thì Nam đã rút được cái bài học kinh nghiệm là Nam sẽ cho đào học đào xung quanh cái mô sầu riêng nè, xung quanh cái mô sầu riêng luôn. Xong rồi bắt đầu Nam sẽ tiến hành ốp đất vô, tại vì hiện tại giờ cái cây sầu riêng này nó đã thiếu đất ăn trầm trọng rồi, đã thiếu đất ăn thì bắt đầu là Nam sẽ tiến hành ốp vô. Như quý vị, như quý bà con nông dân mình coi nè, là cái rễ sầu riêng nè, hiện tại giờ cái rễ sầu riêng nè nó đang ra nè, nè đó nè, cái rễ nè anh Nhân qua đây coi nè anh Nhân, hết hồn rễ sầu riêng không? Ừ đúng rồi. Ừ. Nó lú rồi đây, ốp ra nè, nè ra hết trơn luôn nè, ra đâu phát hiện đâu, nay ra dưới thẳng trời dữ lắm rồi, đỏ đất nha. Ừ quá trời, cái này phải ốp mà bộ rễ mình nó đỏ gì là tốt không? Ừ. Ok ha. Mày thiếu đất ăn thì anh phát cỏ xong là anh vô đất đó. Ừ. Anh cho người vô ốp đất luôn liền, thiếu đất ăn, ốp đất vô đi phân cái nữa là mệt trời liền. Ừ. Chặt banh luôn. cũng nhiều rồi đó. Ừ. Quá. Chợt. Một sầu riêng nè. Đức đây là đức nè. Anh em thấy không? Vô đi làm với Nam. Nam nói giờ nó đi nó đi hết nổi rồi, giờ phải đợi lính. Đông quá, đông quá trời, nó giờ tao hết nổi rồi. Để giết rồi banh xe cho người. Dạ phải đi tiếp chứ. Tiếp là anh chết. Chết luôn. Chịu không nổi. Ừ. Trên xuống hỏi chuyện mình là gì đó à? Má vậy mà cũng có hai ba thằng điện hỏi thăm tao lía thì tao biết gì về đâu hỏi. Dạ. Đấy có người thăm được rồi. Tại vì cái bờ này là chưa phát cỏ nha mọi người. Kìa, bên bản phát cỏ xong hết trơn rồi kìa. Để quay cái clip lên nói ông chủ vườn làm biếng. Tại vì phát ví dụ như một ngày phát khoảng được bờ hai bờ thôi. Phát lai gai á. Lớn tuổi rồi. ba 38 tuổi rồi không? Già cả rồi chứ đâu phải. 36 rồi. Đâu 38. Dạ rồi. Trẻ đẹp vậy mà sao 38 được. Trẻ như con quỷ vậy đó.
Mít nè ra nè. Thôi ra. Thôi. Thấy thương không? Thấy thương không? Ra nè. Ra tới trên đọt luôn kìa. Cái gì? Cánh phướng. Cánh phướng. Nó ăn chơi thôi. Nó ăn chơi thôi. Cho nó hút dinh dưỡng mà chơi. Cánh phướng nó hút dinh dưỡng thôi. Nhện trồng bích thái nè. Mít này à, lối cỡ khoảng chắc khoảng tầm khoảng 8-9 gì để trái. Mấy cây này là Nam đã cắt đọt hết toàn bộ rồi. Thiến đọt. Thiến đọt hết trơn. Thiến đọt nó. Cây lớn. Gốc bự. Chủ yếu tập trung vào nuôi nhánh cái. Chứ còn nói bây giờ không tập trung nuôi nhánh cái cây, sau này mang trái dở. Chuẩn bị là tiến hành là phát cỏ ra vô phân. Xong rồi bắt đầu ốp gốc sầu riêng. Mùa nắng này thì nói chung mình phát cỏ, quý vị cũng phát cỏ sương sương thôi. Chứ mình cũng không dám phát cỏ nhiều. Tại vì mùa nắng phát nhiều quá nó hóc cái cây lắm. Phát nhưng mình cũng chừa lại cái dằn dằn chân gì đó. Nhây. Thì nói chung nói vậy thôi, nói gì vừa nói trên YouTube rồi vừa nói nhăn luôn. Ý là nó nhăn ơi phát cỏ gì vừa thôi đó. Nhìn mắt nè. Nói chung là anh phát vậy là rất là ok. Tại sao? Tại vì tháng mùa nắng mình phát á, là mình không phát xuống tới đất nha. Anh phát là cũng vừa phải, chừa lại cái gốc của gốc cỏ để cho nó giữ ẩm cho cái mô sầu riêng của mình. Để tháng mùa nắng mà mình phát nhiều quá nó hóc cái cây của mình. Anh phát vậy là ok luôn đó. Xong rồi bắt đầu đi tiến hành là phát xong hết. Ảnh lo ba cái mít một cái. Lên sình xong rồi bắt đầu vô khoan. Bắt đầu ốp mô sầu riêng. Mít mà không đẹp, không bán là nó không sẽ đen. Bán là sẽ đen. Bỏ thí vậy mà nó mấy không? Ừ. Như cái ớt mập bên đó nó không có trái thúi, không có trái thúi nên trồng đó tao trồng. Hôm nay đi phá sầu riêng mọi người. Cái này thường thường ta nói là phá zin cho sầu riêng. Phá zin nè. Phá zin đó. Mít nè, thì ra từ luôn hộp dưa đây nè. Đi. Với một phần nữa cây, nếu mà ấy cây này 14, 14, 15, 15, 6 tháng hả? Cắt đọt hết đi nha ơi.
À, nè, mấy bữa hổm nè, mấy cây này em cắt đọt nè. Mấy cây này nè, em cắt nè. Bây giờ nó gùng xuống nè. Nè, cây này nữa nè, em cắt nè. Cây này em cắt đọt em nè. Nè, cây này năm lùng cắt đọt nè. Đó, bữa nay nó gùng xuống nè, mọi người thấy nè. Làm mít lùng á.